Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Charlotta nhé. Nào, tiền truyện, trái tim chính nghĩa. Tôi được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ phủ đầy tuyết, được nuôi lớn bởi những người Havin, những con người nhỏ bé, quen thuộc với những cái cánh đồng, những cái mũi cày hơn là thanh kiếm. Chúng tôi đã tin rằng những bầu trời là quá rộng lớn đối với chúng tôi. Và ngay khi tôi có thể biết được thì những mối hiểm nguy của nó là quá nhiều. Mọi chuyện đã xảy ra khi tôi vẫn mới chỉ là một đứa trẻ còn rất non và xanh. Tôi đã đi lạc quá cái hàng rào và sau đó đã vướng phải những móng vuốt của một con quái vật. Tôi đã khóc lóc kêu gào để tìm sự trợ giúp, nhưng tất cả những gì đáp lại cho cái tiếng khóc của tôi là những tiếng rít của cơn gió. Bị bỏ rơi, kể cả bởi hy vọng, tôi chỉ còn mỗi cách, đó là chấp nhận cái chết. Nhưng trước khi bóng tối bao trùm, tôi đã nhìn thấy những bóng người sáng lóa ở phía đang lướt ở phía bên kia cái dải tuyết. Họ chính là hội hiệp sĩ thánh Lumiel đã tới để giải cứu cho tôi. Ôi, đó chính là những cái từ chắc đã đủ sáng rỡ để có thể phản ánh lên những cái thanh kiếm đang bóng loáng của họ khi họ chiến đấu với con quái thú. Hoặc là những âm thanh dịu dàng vang vọng cái sự ấm áp tốt bụng khi họ cầm tay của tôi và đưa tôi trở về nhà. Tôi còn có thể nói gì ngoài việc là họ mạnh mẽ và hào phóng như chính vầng mặt trời vậy. Vào cái ngày định mệnh đó, họ đã ban cho tôi sự sống và sự dẫn đường. Tôi đã hiểu được bằng cách nhắm mắt lại, lờ đi trước hiểm nguy thì bạn sẽ chỉ để cho nó có thể được tự do vất vất vưởng lang thang trong bóng tối. Vậy nên tôi đã quyết tâm phải hướng về phía ánh sáng và trở thành một người bảo vệ bầu trời. Tôi sẽ gia nhập vào hội Lumiel và cùng với đôi bàn tay của một người nông dân này, tôi sẽ nắm giữ ngọn cờ của lòng đức hạnh. Tôi đã quẳng mình vào trong những cuộc tập huấn, đã chịu đựng không biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt, và cùng với những cái ngày tháng trôi qua, cô gái bé nhỏ từng lạc lối ở trong bão tuyết dần đã trở thành đội trưởng của hội hiệp sĩ thánh Lumiel. Tập 1, mối họa chiều cao của Charlotta. Là đội trưởng của một hội hiệp sĩ, tôi đã phải đối mặt với một vấn đề khổng lồ. Đó chính là cái tầm vóc bé nhỏ của tôi. Chưa từng ai có nghe đến việc một người Havin lại dẫn đầu một cuộc tấn công khi mà những cái đôi chân nhỏ bé và cái tầm vóc yếu đuối của tôi. Bây giờ khi tôi đang sống
cùng những người draft và con người bình thường, thì tôi sẽ phải phát triển một cái lối chiến đấu mà có thể khiến cho kích thước của tôi, nếu như tôi có thể mô tả nó là như vậy, trở thành một cái vấn đề mà có tầm quan trọng rất là nhỏ bé. Khi biết rằng tôi đã nỗ lực gấp đôi, mặc dù có một cái tầm vóc nó chỉ bằng một nửa mọi người, thì những cái người bạn đồng hành của tôi, họ đã trở nên kính nể tôi. Khi tôi được bổ nhiệm trở thành đội trưởng, thì trái tim của họ rộn ràng cùng với niềm vui. Nhưng kể cả viên kim cương sáng rỡ nhất cũng có những nhược điểm của nó. Ở bên trong cái bức tường thành đầy kiêu hãnh của hội Lumiel, vẫn có những người không thể nào chấp nhận khi phải nhìn thấy một đội trưởng là người Harbin. Với tôi thì tôi không quan tâm đến những gì người khác nói về mình. Tuy nhiên, tôi không thể nào chịu đựng được việc đó là thanh danh của những người đồng đội của tôi đang bị kéo xuống vũng bùn. Chúng tôi là một hội chính nghĩa và không có gì để nghi ngờ. Vậy nên, tôi cần phải đứng vững để có thể xứng đáng với hình ảnh đó bằng bất cứ giá nào. Vậy là bắt đầu những ngày tháng để tôi có những bài tập về chiều cao, những cái công cụ để có thể kéo dài cơ thể và cả những cái liều thuốc, dược liệu thần kỳ nữa. Không phải tất cả đều đến từ những nguồn mà nó đáng tin cậy đâu, nhưng mà tôi đã có một cách tiếp cận đầy chiến lược. Đấy là nếu như nó có khả năng hiệu nghiệm thì tôi sẽ thử. Nhiều ngày dần thành nhiều tuần, dần thành nhiều tháng, nhưng mà tôi vẫn không cao lên được dù chỉ là một inch. Rồi sau đó, nó đã xảy đến. Ngay khi tôi đang sắp sửa mất hết mọi hy vọng, thì đã có tin tới tai tôi về một ngôi làng xa xôi mà họ đã phát hiện ra được một liều thuốc tăng chiều cao. Đúng là một lời giải đáp cho tất cả mọi sự cầu xin của tôi. Với hy vọng nó đang trở thành một bàn đạp cho bước chân của tôi đã nhảy ra khỏi phòng của mình và lên đường tham gia một sứ mệnh mới. Tập 2. Một con đường mới mở ra. Tôi đã phải men theo một con đường núi để có thể tới được ngôi làng. Nói theo một cách nào đó, rất hiểm trở. Tất nhiên, tôi đang không ví tới vô số những con quái vật và những kẻ cướp ở trên đó, những cái thứ mà tôi có thể giải quyết một cách dễ dàng. Vấn đề chính là những cái bậc rất cao và những cái tảng đá lớn, những cái vật cản thực sự là không thể vượt qua với một người Harbin. Tôi đã bị buộc phải quay trở lại chân đồi mà ở nơi đó, thông qua quý cô Sierokate, tôi đã có một nhóm người được cử tới giúp đỡ. Đó chính là cách mà tôi đã gặp được Grant và các thành viên ở trong nhóm Grand Cipher. Cùng với sự trợ giúp của họ, tôi đã tới được ngôi làng mà không gặp phải thêm bất cứ một sự cố nào nữa. Nhưng chỉ để những cái ước mơ của tôi đã bị nghiền nát. Hóa ra, cái liều thuốc thần dược này chỉ đơn giản là một cái liều thuốc kích thích chiều cao thông thường. Nó được tạo ra để có thể giúp đỡ cho những cái người trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn có thể đơm hoa nở rộ
tới một cái chiều cao tương ứng. Nó gần như không có tác dụng gì với một người đàn bà như tôi, khi đang ở ngưỡng độ chín của cuộc đời mình. Vậy nên, tất cả những nỗ lực dù là tốt nhất của tôi cuối cùng đã tan thành bọt biển. Trong lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của mình, tôi đã nguyền rủa số phận vì đã khiến cho tôi sao lại có thể bé nhỏ như vậy. Tuy nhiên, chính là ở trong vực sâu sự tuyệt vọng thì tôi lại có thể tìm thấy niềm hy vọng mới. Cả nhóm của Grand Cipher, đích đến của họ là Esta Lucia, nơi tương truyền là một hòn đảo của những phép màu. Lẽ nào chẳng có thứ sức mạnh nào ở đó cho tôi được cái thứ mà tôi cần chăng? Với một ý chí mới, tôi đã quyết định đi cùng với Grand đi tới tận cùng của bầu trời. Không cần phải nói, điều này khiến cho tôi cảm thấy thật đau đớn khi phải bỏ lại hội Lumiel. Tôi vẫn nhớ cái nhìn đầy ngạc nhiên ở trên gương mặt của cựu sĩ quan Bao Toda khi mà tôi nói với ông ấy về cái quyết tâm của tôi. Nhưng đến sau cùng, ông ấy đã thể hiện cái sự ngưỡng mộ dành cho tôi và sứ mệnh của mình để có thể trở thành một cái hình mẫu điển hình cho đức hạnh. Quý cô Bridget và quý cô Cordelia cũng cầu chúc cho tôi được thành công. Ôi, đúng là không có một từ nào để có thể diễn tả là tôi cảm thấy biết ơn như thế nào khi có những người đồng đội tốt như vậy. Tôi mơ về cái ngày tôi có thể quay về, trở về với họ với cái đầu của tôi có thể ngẩng cao và vương miện thì nó có thể cao lên phải đến 1 feet. Cuối cùng về cả thể chất và tinh thần thì họ sẽ xứng đáng có được người đội trưởng mà họ có. Đó là những suy nghĩ của tôi khi tôi nhìn ra ngoài phía đường ray mà con tàu Grand Cipher đang chạy về phía bầu trời bất tận. Tập 3: Hiệp sĩ Thánh và cậu trai hư. Có một ngày, khi tôi đang viếng thăm Seed Hollow vì có câu chuyện, tôi đã thấy một người thanh niên quỳ xuống ở một cái góc phố ở quảng trường trung tâm. Không có nghi ngờ gì về cái kiểu tóc của anh ta, một cái kiểu tóc mà những cái người trẻ nổi loạn thường hay gọi là tóc Mohawk, và một cái gương mặt trông cũng rất là bặm trợn. Đây chính là ngài Substock, người lái tàu của gia tộc Zat Ba. Có vấn đề gì à? Anh chàng này đón nhận cái câu hỏi của tôi bằng một cái cau mày. Nhóc, đang nhìn cái gì vậy? Thôi cút đi, nhóc con ạ. Chờ đã, chờ một giây. Chả phải cô chính là một thành viên của cái nhóm đó sao? Đã cảm thấy an tâm vì cái thiện ý của tôi, ngài Substock bắt đầu giải bày những cái phiền muộn của mình trong khi đang đi tuần xung quanh để có thể thu nợ. Thì anh chàng này đã gặp phải một số cái sự phản kháng. Một trong số những khách hàng của họ đó là một quý tộc mà không lấy làm thích thú gì lắm,
về cái địa vị nghèo hèn và cái tuổi đời còn rất trẻ của ngài Substock, đã từ chối trả nợ. Tôi cũng là một nhân viên quan chức đấy, cậu biết đấy. Tôi có ở tay chân làm việc dưới mình mà, toàn là những người tốt. Nhưng thực sự chúng tôi đang phải đối phó với những quý tộc máu xanh, lúc nào cũng mặc những cái thứ đồ hoa hòe thực sự ở đây đấy. Cứ cố gắng gọi làm khó ông ta và thực sự là tôi sẽ bị tống vào tù ngay tức khắc. Đúng là một cái con đường hiểm trở, ngài Substock bổ sung thêm. Chỉ cần bước sai một bước thì mọi danh tiếng của ngài ấy sẽ trôi xuống vũng bùn ngay lập tức. Khi lắng nghe câu chuyện này, trái tim của tôi thực sự đồng cảm với anh ta, vì tôi biết cảm giác khi mình thật non, thật xanh, thật bé nhỏ là như thế nào khi mà mọi con mắt đều đang đánh giá mình. Tôi đã quyết định sẽ hỗ trợ anh ta. Tôi rất biết ơn cái lòng tốt đó, nhưng mà tôi không có ý gì đâu. Trông cô giống như một đứa trẻ vậy. Nếu như tôi mà mang cô đi tuần theo cùng ấy, thì người ta chắc sẽ đổi tên tôi từ Substock thành trò cười mất. Ngay vào khoảnh khắc đó thì có một người đầy tớ đã tới, mang theo một lời nhắn từ người quý tộc đó. Người này nói rằng: "Ơi, tôi đã quyết định trả tiền, hãy gặp tôi ở địa điểm sau." Toàn bộ câu chuyện này bắt đầu có vẻ như đáng ngờ, hôi thối hơn cả hơi thở của một con goblin. Đúng ra ông ta đã có thể dễ dàng gửi khoản tiền trả nợ cho cái người đầy tớ gửi tin nhắn này. Thế tại sao lại phải phiền phức đến mức sắp xếp một buổi gặp mặt khác? Rõ ràng đang có một vấn đề gì đấy ở đây, và tôi đã quyết định hộ tống ngài Substock để có thể đi ngăn chặn điều này xảy ra. Tập 4. Quý tộc lừa đảo. Chúng tôi đã tới địa điểm được hẹn, một góc trong lâu đài Seed Hollow, để có thể tìm thấy người quý tộc đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ trên một cái bục. À, đúng là gương mặt mà ta đang chờ đợi đây rồi. Tóc của tôi bắt đầu dựng đứng lên. Cái điệu cười có vẻ lươn lẹo ở trên gương mặt của ông ta, nó đã nói lên nhiều điều hơn là lời nói của ông ấy. Mặc dù tôi đã biết ông ta có ý xấu, nhưng tôi vẫn đã cố gắng để giúp người này có thể hiểu được lý lẽ. Ông đã hứa là sẽ trả lại khoản nợ cho gia tộc Sát Ba, vậy nên ông đừng có nuốt lời và khiến cho thanh danh của mình bị hoen ố nhá. Nhưng người đàn ông đó chỉ rít lên một cái, chỉ một ngón tay vào trước mặt chúng tôi, ông ta hét lên: "Những người anh chị em của ta, của nhà thờ đích thực, đây chính là những kẻ địch của Avia." Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã bị bao vây bởi những tên lính của Avias. Người đã làm rất tốt khi dẫn đường cho chúng ta tới đây. Vậy ra, đây chính là những kẻ tàn dư của Avia. Kể cả khi nhà thờ thất thủ, cũng vẫn chưa đủ để có thể khiến chúng lung lay được tin vào Lilith.
Trong đôi mắt của chúng, ngài Substock và tôi chính là những kẻ xâm phạm, những cái kẻ báng bổ mà chúng chắc chắn sẽ phải tiêu diệt. Nếu như các người nghĩ có thể chạy thoát được vụ này ấy, thì sẽ không có chuyện đó đâu. Ngài Substock nhìn chằm chằm vào kẻ phản bội. Bản thân tôi cũng đang nhận thấy một cơn thịnh nộ chính nghĩa đang sôi sục lên bên trong mình. Những kẻ lừa đảo sẽ cần phải bị đánh bại bằng một cây búa của công lý. Người sẽ phải hối hận cái ngày mà người đã mang cơn thịnh nộ đến cho Charlotte Fenia. Nếu như các ngươi không chịu lắng nghe những yêu cầu của chúng ta, thì ta sẽ bị buộc phải bắt các ngươi phải nhận ra điều đó. Có ai đang nghe thấy một con sâu bọ đang nói gì à? Tiến lên Tayuhita của ta, tiêu diệt chúng. Ấn tượng đấy. Thật may là ta đã không mất một đồng nào để đảm bảo các người sẽ thất bại. Nếu như người có nhiều tiền như vậy thì trả chúng ta ngay đi. Xin lỗi, ta không nói cho chuyện với những thường dân. Các người cũng có gan đấy. Nhưng mà không quan trọng, ta có đủ binh sĩ để có thể nghiền nát các người. Một ngàn tên lính tà ác thì cũng không có ích gì đâu. Những nhà thám hiểm bầu trời các người thật là điên rồ. Hãy chứng kiến lợi kiếm chính nghĩa của một hiệp sĩ thánh. Đùa với ta đấy à? Lũ hề các người có biết cách chiến đấu không đấy? Dừng lại, dừng lại, ta ra lệnh cho các ngươi. Không muốn bọn tao phá hỏng cái món đồ chơi của ngươi à? Trận chiến này kéo dài vậy là quá đủ rồi. Làm sao có thể được? Nhà thờ các ngươi chỉ có thể làm được như thế này thôi sao? Một cơn ác mộng, đấy chắc chắn là một cơn ác mộng rồi. Cái nhóm của các người đúng là toàn những con quái vật. Sau khi có một vài lời hồi đáp cho ngài Substock, tôi đã chuyển cái sự chú ý của mình cho tên quý tộc. Người phải trả giá vì những gì người đã mua chứ. Ta nghĩ thậm chí lũ trẻ con còn hiểu điều đó cơ mà. Và vậy là cùng với rất nhiều tiếng gầm gừ và cái cú, cái tên quý tộc đó đã trả lại cho ngài Substock những gì mà anh ta xứng đáng được nhận. Ôi, cậu đúng là đã giúp tôi thoát khỏi một cái tình cảnh cực kỳ khó khăn. Cảm ơn và xin lỗi vì những cái điều vớ vẩn mà tôi đã nói về việc trông cô giống như là một đứa trẻ vậy. Tôi đã trấn an anh ta là tôi sẽ không để bụng gì đâu. Khi đã được an lòng, anh ta nói tiếp. Chắc là tôi không nên nói ra điều này đâu khi mà làm công việc này. Nhưng sự thật đó là tôi không phải một chiến binh giỏi. Nếu như không nhờ có cô thì chắc tôi đã chết rồi.
Anh ta đã đặt niềm tin vào tôi khi mà con quái vật Tahuita xuất hiện. Anh ta như thể là cảm thấy cái dòng máu anh dũng của mình như bị hút hết. Tôi không phải là người bị miễn nhiễm với cái sợ đâu, nhưng bởi vì là một hiệp sĩ thuần khiết và chính nghĩa của Lumiel, tôi có trách nhiệm, có danh dự và có mục đích phải trở thành những tia sáng dẫn đường. Khi nghe thấy điều đó, ngài Substock lần đầu tiên trong ngày hôm đó đã chào tôi bằng một nụ cười bén lẽn. Tập 5, Hoang mang và lẫn lộn. Với việc những tên lính Aviat đã bị đánh bại và tiền thì đã nằm trong tay, tôi tin bầu trời bây giờ đã quang đãng. Thế nhưng ở trên cái hàng lông mày của ngài Substock vẫn có vài đám mây, nó đang đen kịt. Trời đất, tôi thậm chí còn không thể nào làm xong việc của mình nếu như không có ai dắt tay. Chắc thực sự là tôi không phù hợp với việc này rồi hả? Rõ ràng, kể cả chính những người đồng nghiệp của anh ta cũng họ không nể trọng anh ta lắm. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt rất chân thành và cái dáng vẻ cao thượng của anh ta, đó là anh ta có những cái phẩm chất của một người thủ lĩnh vĩ đại. Nhưng mà chúng tôi không thể nào tự khen dựa trên hình ảnh phản chiếu của chính mình được. Điều đó sẽ khiến cho những giá trị nội tại bên trong chúng tôi bị lu mờ đi. Ngài Substock à, anh là người có quyền cơ mà. Chả phải điều đó có nghĩa là có ai đấy đã nhìn thấy giá trị của anh sao? Mặc dù có thể bản thân anh đang rất mù quáng với nó. Anh cần phải mài giũa chính bản thân mình cho tới khi những phẩm chất bên trong anh nó tỏa sáng để cả thế giới này có thể chiêm ngưỡng. Nếu như anh vẫn ở mãi thuần khiết, mãi chính nghĩa, thì chắc chắn những người xung quanh anh sẽ bị thu hút bởi ánh sáng của anh mà thôi. Người thanh niên này đang lắng nghe tôi rất chăm chú. Nhưng những lời nói của tôi vẫn là chưa đủ để có thể thổi bay những đám mây nghi ngờ từ trên gương mặt của anh ta. Ý tôi là cô hãy nhìn xem thành phố của chúng ta đang bị chia cắt như thế nào. Ở đây có hội Golden Ox, nơi mà những quý tộc và những cái bậc tinh anh cư ngụ ở đó, và những người còn lại chúng tôi đây thì bị mắc kẹt ở Copper Square. Mà thôi hãy đối diện với nó đi, một khu ổ chuột. Anh ta nói tiếp. Những cái lý tưởng mở mang tầm mắt của cô ấy thì sẽ không tồn tại được nổi 2 giây ở giữa những cái đống bẩn thỉu bụi bặm và khói bụi ở Copper Square đâu. Tôi hy vọng, tôi ước sao tôi có thể là cái con người mà cô đang nói đến. Nhưng cắn chặt cái môi của mình, ngài Substock bắt đầu lắc lắc đầu và chìm vào trong câm lặng. Tập 6, cắt bỏ lời chế nhạo.
Một vài ngày sau, ngài Substock đã hẹn gặp tôi thêm một lần nữa ở một quán rượu khá là thoải mái ở Seed Hollow. Anh ta nói cho tôi biết là anh ta đã điều tra về cái người bạn lúc trước của chúng ta, chính là vị quý tộc. Có vẻ như tên hạ lưu đó bây giờ đang lang thang ở trong thành phố, rêu rao những lời dối trá và những lời sỉ nhục về gia tộc Zatba. Ngài Substock hy vọng có thể đi tuần và hàn gắn lại những thiệt hại mà hắn ta đã gây ra. Nhưng e sợ về một cuộc hội tập kích khác từ Avia, anh ta hy vọng tôi có thể đi cùng với tư cách là vệ sĩ. Những người của anh ta đã cảm thấy giận dữ bởi những hành động bẩn thỉu của tên quý tộc. Đang ngộ chửi bới rất nhiều và sẵn sàng nổi điên lên trong một cuộc chiến. Tuy nhiên, ngài Substock tỉnh táo, hiểu rằng sử dụng đến vũ lực đẫm máu ấy thì sẽ chỉ khiến cho hình ảnh của họ bị vấy bẩn thêm nữa. Tôi đã từng chạm vào những cái thấu vải bẩn thỉu của hắn và tin tôi đi, chúng có rất nhiều vết bẩn đấy. Tôi có thể tuồn chúng ra bây giờ, nhưng khi mà đang có quá là nhiều tin đồn lơ lửng ở bên ngoài kia thì tôi không biết liệu có ai chịu tin tôi hay không. Không phải là một người có thể chịu đựng được những sự bất công như vậy. Tôi đã bắt đầu vò đầu bứt tai để tìm ra một giải pháp. Tập 7. Tiết lộ sự thật. Chúng tôi đã bắt đầu gặp gỡ mọi người trên con phố để có thể sửa chữa lại những lời dối trá và phục hồi lại niềm tin vào gia tộc Zatba. Tôi đã học được là một người thao tin chất lượng chính là một người được biết đến rộng rãi và được tin tưởng. Và theo như chính những cái nhân viên của mình thì không có ai ở Seed Hollow được người khác quý mến nhiều hơn ngài Substock. Mặc dù thái độ của anh ta phải công nhận giống như một tên cục xúc vậy, nhưng ở sâu bên trong thì anh ta cũng là một người ngọt ngào và thuần khiết như bất cứ một bông hoa lily nào. Vậy nên cũng không có gì là quá khó hiểu khi những người dân ở Seed Hollow cảm thấy rất là yêu mến anh ta. Khi chúng tôi trao đổi thêm những thông tin và những cái dữ kiện nhỏ thì một bức tranh bắt đầu hình thành về ý định của người quý tộc này. Hắn ta không chỉ hành động cảm giác như chỉ đến từ một cái lòng hận thù đâu. Tên khốn đó đã có tham vọng xây dựng chính cái mạng lưới những người thao tin của riêng mình, sử dụng những kẻ tàn dư đến từ nhà thờ Avia. Hơn nữa, trong cái sự tham lam tiền tài của hắn, hắn ta đã đe dọa những người dân tốt lành ở Copper Square và đòi hỏi họ phải phục vụ cho hắn. Vậy nên, gia tộc Zatba, những người gìn giữ hòa bình ở quận này, đối với hắn chính là một sự phiền toái. Khả năng là hắn ta đã rất là mong mỏi được trục xuất bọn họ ra khỏi đây. Giờ, khi đã hoàn toàn đánh giá được tình hình, ngài Substock kể cho tôi biết về ý định của anh ta, đó là thêm một lần nữa gặp mặt
đối diện trực tiếp với cái tên ác nhân mưu mẹo này. Tập 8. Cái bẫy của Substock. Chúng tôi đã triệu tập tên quý tộc kẻ mà như lúc trước đang đứng ở một vị trí rất là cao vời vợi. Không nghi ngờ gì, chính là thứ để có thể bù đắp cho cái sự hạ đẳng về nhân cách của hắn. Ngài Substock đã tiến lên một cách đầy dũng cảm và nói như thế này: nghe đây, tên kia, chúng ta biết là người đã bắt cóc mọi người dân và bắt họ phải lao động một cách cưỡng ép. Điều này nói cho người biết là bất hợp pháp đấy. Ta cũng có bằng chứng là tất cả những cái khoản tiền từ cái khoản từ thiện giả mạo đó của người ấy đang được sử dụng để có thể thuê những binh sĩ Aviat. Thế rồi sao? Tên quý tộc không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự bất an, kể cả một sợi tóc trên cái đầu được trải chuốt cẩn thận của hắn cũng không hề rùng rinh. Thế nhưng ngài Substock, chúa phù hộ cho linh hồn dũng cảm của ngài ấy, đã từ chối lùi bước. Khi thông tin này mà lộ ra ngoài thì ngươi có thể nói lời tạm biệt với những cái tước hiệu của ngươi rồi đấy. Nhưng mà nó sẽ không lộ ra ngoài đâu. Ngươi thấy đấy, đó là lý do tại sao ta đã dệt nên cái mạng lưới đáng yêu nhỏ bé của mình. Cái tin đồn mà ta đang lưu truyền á, chỉ mới là màn khởi đầu thôi. Bây giờ ta có binh sĩ và đến tuần tới thì đó sẽ là bức màn vén lại cho gia tộc Giáp Ba đấy. Tên quý tộc đó, hắn ta cười nhe răng một cách đầy khoái trá. Vậy ra là người muốn một cuộc chiến tranh toàn diện à? Nhưng tại sao? Ngài Substock nhìn chằm chằm lại hắn, đang nổi giận. Ta chắc là tiết lộ kế hoạch của ta ở đây thì cũng không bị làm sao hết. Người chết thì đâu có thể nào đi kể chuyện được. Trong đôi mắt của tên quý tộc thì những đồng tiền đến từ việc làm từ thiện của hắn chỉ là một cú lừa để có thể hướng tới một cái mục đích nó xứng đáng hơn. Đó chính là việc kiểm soát được Copper Square, bắt những người dân ở đó phải làm việc. Hắn ta nói chắc chắn sẽ là một phép màu cho nền kinh tế của Sith Hollow đấy. Các người không thể thấy được sao? Ta chỉ đang mang những cái thứ rác rưởi đi và biến chúng trở thành thứ gì đó có ích thôi. Người và tất cả những cái lũ tay chân của Giáp Ba chỉ đang là những kẻ ngáng đường cho sự tiến bộ mà thôi. Cùng với đó, tên quý tộc chỉ một cái ngón tay vào như thể buộc tội chúng tôi. Những cái kẻ xâm phạm này muốn cản trở sứ mệnh của nhà thờ. Tiêu diệt chúng đi. Khi nghe tiếng của hắn, những binh sĩ của Aviat bắt đầu xô ra từ bên trong bóng tối và bao vây lấy chúng tôi. Cúi xuống, ngài Substock, để tôi dạy cho chúng một bài học mà chúng sẽ không sớm quên được đâu.
Đây chính là một tên cướp cạn dám bóc lột kẻ yếu để có thể thu lợi cho chính mình. Nếu như tôi mà thất bại trong việc khiến cho hắn phải đền tội thì đây sẽ là một vết nhơ trong thanh danh của hội Lumiel. Quỳ xuống để nhà thờ của chúng ta lại có thể được đứng lên. Ta sẽ không bao giờ thất thủ cho sự tà ác này đâu. Tốt xấu tất cả chỉ là tương đối thôi. Chính là kẻ thắng mới là kẻ được viết nên lịch sử. Thế thì chúng ta cùng xem ai là kẻ được chiến đấu vì nghĩa cử cao đẹp hơn. Người chỉ là một con bọ nhỏ bé lì lợm mà thôi. Điều đó ta khen người đấy. Nhưng lần này ta đã mang đến những chiến binh tàn nhẫn nhất, bạo lực và nỗi sợ hãi. Người muốn đây là di sản của mình sao? Ít nhất thì ta cũng sẽ có một di sản. Cái gì? Tại sao người thậm chí cũng không giết nổi một bé gái à? Lũ lợn vô dụng này. Làm sao người dám nói chuyện với những đồng đội của mình như vậy? Người mới là con lợn duy nhất ở đây. Tất cả mọi đơn vị tấn công, tiêu diệt chúng, tiêu diệt chúng. Sớm thôi, người sẽ thấy là công lý sẽ trường tồn. Vận may ủng hộ người chính nghĩa. Một người thủ lĩnh cần phải nhận được sự ủng hộ của những kẻ đi theo hắn bằng những cái nghĩa cử thuần khiết và chính nghĩa. Người không thể mua nó được bằng vàng hay là chỉ huy nó bằng sức mạnh hay danh xưng đâu. Nhưng thay vì việc lắng nghe lời khuyên của tôi thì tên quý tộc bắt đầu lèm bèm. Hắn ta đang tự đâm sau lưng chính những binh sĩ của mình bằng những lời nói thật cay nghiệt. Ta cứ tưởng lũ Avia các người phải mạnh mẽ hơn cơ. Thật đáng tiếc, các người thực sự không đáng dù chỉ là một đồng. Nhưng đừng nghĩ là người đã thắng những kẻ xâm phạm kia. Ta vẫn là một thành viên của giới quý tộc. Lũ chó ở Copper Square đó sẽ liếm giày của ta để đổi lấy dù chỉ là một mẩu đặc ân. Người có thể ăn mừng trong một ngày, nhưng rồi chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ta mà thôi. Người chắc về chuyện đó chứ? Ngài Substock rút ra một cái bộ đàm từ bên trong túi của mình. Tất cả những gì người đã nói với chúng ta, người đều đã nói với những con chó của Copper Square rồi đấy. Đối diện với nó đi, tên khốn kia. Người kết thúc ở đây rồi.
電声機越しに聞こえてきます。その声は次第に大きくまとまり、周囲に鳴り響き、bắt đầu có nhiều những cái giọng nói phát ra từ bên trong máy điện đàm. Ngay khi ngài Substock vắt một cái, chúng đã bắt đầu được phóng đại ra và lấp đầy cái bầu không khí này bằng cơn phẫn nộ. Cậu không thể nào. Ở đây đó, trong số những lời lẽ nóng nảy cay nghiệt chính là những cái tiếng thét để có thể ngợi khen gia tộc Giác Ba. Và sau đó vượt qua bị choáng ngợp bởi một cái làn sóng như cơn thịnh nộ từ những tiếng ồn, tên quý tộc đã cúi cái đầu đầy kiêu hãnh của hắn xuống và ngã quỵ. Tập 9, tiếng nói của công lý. Ngài Substock và cả nhóm của anh ta đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho kiếm thuật của tôi. Thực sự là khuấy đảo đấy, cô có biết không? Chắc là cô đã tập luyện còn họ hăng say hơn hầu hết những người lính đánh thuê giỏi nhất ở ngoài kia. Những lời nói của anh ta như thể đã mở ra một cánh cổng mà nó tràn vào những ký ức bên trong tôi, khiến cho tôi quay trở về một cái thời kỳ mà tôi đã rất nỗ lực để có thể chứng tỏ bản thân mình. Đúng, đã phải tập luyện rất là khó nhọc và phải chịu đựng nhiều khổ đau để có thể tới được vị trí này. Nhưng tôi có thể đã gục ngã ở bên vệ đường từ rất lâu nếu như không có những người họ ủng hộ tôi ở trên con đường của mình. Tôi đang đứng được ở vị trí này chính là nhờ có họ. Bây giờ tôi sẽ cố gắng để đền đáp lại lòng tốt của họ khi tiến về phía trước bằng cách giúp đỡ những người khác như cách họ đã giúp đỡ tôi. Vậy là cô sẽ không bao giờ ngừng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Ngài Substock hướng mắt về phía bầu trời. Tôi ước sao tôi có thể được mạnh mẽ như cô. Tôi ước sao tôi có thể có lòng can đảm để có thể xông qua cánh cửa chính, có thể giương thanh kiếm của mình ra và sẵn sàng để phân phát công lý. Khi nghe thấy điều này, tất cả những người tay chân anh em của anh ta bắt đầu lên tiếng để có thể phản đối. Nhưng mà anh mạnh mà, anh đã có tất cả người anh em ạ, có bộ não, có sự bình tĩnh, có mạng lưới và có sự chân thành. Anh có thể đi lục lọi khắp cả bầu trời này và sẽ không bao giờ tìm thấy một kẻ thao tin giỏi hơn như vậy đâu. Chúng tôi rất tự hào khi được làm việc cho anh. Cũng không thể nào mà mô tả tốt hơn như vậy được nữa rồi. Ngài Giác Ba, người đã dõi theo từ phía xa, tiến lại gần và vỗ vai của ngài Substock. Cậu làm tốt lắm, Substock ạ, như những gì mà tôi đã mong đợi. Ông chủ, thật là một vinh dự. Và đó chính là lần đầu tiên mà tôi từng thấy ngài Substock chịu thua trước những cảm xúc của mình. Hậu truyện mãi thuần khiết, mãi chính nghĩa.
あれからしばらく経ち、シードホルムのよろず屋でこんな噂話を耳にしました。Một khoảng thời gian sau, khi tôi tới viếng thăm Xít Hồ Lâu, tôi đã được nghe ở chỗ cái túp lều của Nick Nack về một tin đồn. Dasuba Ikka no haru butai chou no kakageru slogan ga kiyoku tadashiku koketsu ni. Có vẻ như một trong số những nhân viên ở gia tộc Giáp Ba đã nhận lấy cái câu mãi thuần khiết, mãi chính nghĩa như thể là một tôn chỉ của anh ta. Kể cả những cái tay chân bên dưới của anh ta cũng có thể được nghe nữa, được người ta nghe thấy là đang lặp đi lặp lại những lời đó. Bằng xúc công lý được dẫn dắt bởi ngài Mohawk, gần đây đã nhận rất là nhiều nhiệm vụ và những cái món hàng của gia tộc Giáp Ba bây giờ ngày càng đang lên đấy. Chắc chắn là sút stock rồi. Tôi bắt đầu lướt mắt qua một chút và chỉ nhìn thấy những gương mặt sáng bừng như là ánh mặt trời. Và tôi biết, từ trong trái tim mình, đó là hơi ấm của những nụ cười đó. Không phải đến từ cái trò đùa đáng thương hại của quý cô Shirokate. Rồi, kết thúc. Cảm ơn mọi người ha.